Thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn", ngay từ sáng sớm, các thành viên đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2021 đã tập hợp đông đủ tại điểm thi điểm trường Mường So và trường Trung học Phổ thông Phong Thổ. Được phân công nhiệm vụ cụ thể nên chỉ trong thời gian ngắn, công tác chuẩn bị đã được các đoàn viên thanh niên hoàn tất, sẵn sàng phục vụ để các thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi. Đây là hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nhằm đồng hành cùng các thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021. Ghi nhận của phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phong Thổ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Huyện đoàn Phong Thổ đã phối hợp với các cơ sở đoàn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chương trình tiếp sức mùa thi năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như tổ chức dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài khu vực thi, thành lập đội hình xe ôm tình nguyện, xử lý sự cố hỗ trợ việc đưa đón và giúp đỡ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi, vận động nguồn lực giáo hội hóa hỗ trợ các suất ăn sáng, cung cấp nước uống, đồ dùng học tập, phát khẩu trang miễn phí, đồng thời phối hợp với lực lượng y tế tuyên truyền hướng dẫn thí sinh thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn để phòng chống dịch COVID-19. Đối với bản thân em thì em thấy là đây là hoạt động thật sự là rất là có ý nghĩa, giúp bản thân em thấy bớt lo lắng hơn, tự tin hơn để bước vào phòng thi ạ. Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2021 nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện kế hoạch chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Thì cũng nhằm mục đích của cái chương trình tiếp sức mùa thi là nhằm mục đích là hướng dẫn hỗ trợ giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong cái kỳ thi trung học phổ thông năm 2021. Và cũng góp phần đảm bảo cho cái kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất. Và thông qua cái hoạt động này ấy, thì cũng tạo môi trường để cho đoàn viên thanh niên phát huy cái tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2021 đã thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia. Đây là một trong những hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa mà màu áo xanh tình nguyện mang đến cho cộng đồng, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.